Xin chào con đường hạnh phúc nha. Ủa, cái mặt dựng này phải nói là rất xưa, rất cổ luôn các bạn. Là có cái gì ở trong cô? Nhẫn lòng, dâu lam, dâu dâu muống. Dạ. Cát mì. Dạ. Làm như tập tàn lộn xộn. Dạ. Cái này mình bán bình về 5.000 hả cô? 5.000. Ồ, rẻ quá vậy. Nhiêu đây công hái cũng mệt lắm. Cái bịch này có 5.000 một bịch ha các bạn. Gồm rất là nhiều loại rau đồng luôn. Rau này ăn là tốt sức khỏe lắm các bạn. Bên đây có lẽ là một cái khu shop house đó các bạn. Quán này mấy cô chú mình sáng sớm uống cà phê sáng nè, ngồi ngay lề đường luôn. À, phía trong gỗ không các bạn ơi, căn nhà cổ luôn á. Hồi bên đây có một cái dự án gì mà phải nói là khủng khiếp nhất vùng này luôn á. Văn phòng công chứng Đỗ Thị Mười, một cái quán cà phê ngay cái góc. Rồi, có lẽ ủng hộ cô hai bịch đi. Dạ lấy con hai bịch đi cô, thấy ngon quá. Ừ đó đời. Dạ hai bịch đó có 10.000 thôi đó các bạn, quá rẻ. Dạ có ghế nè, ngồi tâm sự nói chuyện. À. Quê nhà ngày nay xin được mến chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang ở ngay cống cầu tre của khu phố Tân Bình, Tân Trụ. Thì khu vực phía trước mình á là khu vực chợ Tân Trụ ngày xưa đó các bạn. Trong cái clip kỳ này mình sẽ đi khám phá tham quan cái khu vực chợ Tân Trụ ngày xưa, và mình vòng lên Tân Trụ ở phía trên trung tâm. Trong cái clip hôm nay là mình sẽ đi vào cái trung tâm của Tân Trụ luôn ha. Một cái trung tâm mà phải nói là nó sầm uất nhất hiện nay ở bên thị trấn Tân Trụ nha các bạn. Rồi xin mời tất cả các bạn mình cùng đồng hành với mình trong cái clip hôm nay nha các bạn. Đây mình đang đi vào trong cái khu phố Tân Bình đây các bạn, con đường Huỳnh Văn Đảnh ha. Ở đây có cái quán Khánh gì à? Trả mặt bằng nè, nhìn eo xèo quá. Dịch vụ nhà đất ở phía bên đây, quán cà phê khá lớn rồi các bạn. Ngay đây là khu vực chợ nè, kéo dài lên tới phía trên kia. Trời khá lớn à. Rất là nhiều sập thịt ở đây các bạn. Tiệm hớt tóc Ba Bê, quầy thuốc tây. Ồ, quá trời luôn các bạn ơi. Rau củ quả nè, trải xuống lề đường bán luôn. Cá sông, cá đồng. Quán nè, mấy cô chú mình sáng sớm uống cà phê sáng nè, ngồi ngay lề đường luôn. Tới đây là ngay ngã ba nè, hướng này mình đi vào trung tâm của Tân Trụ các bạn. Còn này mình đi xuống cái khu vực chợ. Ủa, cái mặt dựng này phải nói là rất xưa, rất cổ luôn các bạn. Thì hiện tại em đang ở phía con sông ngay cầu Tân Trụ, ở phía sau lưng của mặt chợ Tân Trụ ngày xưa nè các bạn. Ngay đây bây giờ có một cái công viên. Công viên này có lẽ là chiều người dân Tân Trụ đi tập thể dục ở đây. Hai bên này đều bán chợ hết nè, những cái sạp rau, sạp tạp hóa đó của bà con mình đó. Căn nhà phía trong gỗ không các bạn ơi, căn nhà cổ luôn á. Cháu ngoại Cao Thị Vĩ. Trong ngoài của bà Cao Thị Vĩ nè. Quá xưa, quá cổ, quá đẹp luôn các bạn. Đây sạp khô của mấy cô bán.
cái đường đi xuống là mình đi bên kia, còn mình đi vòng ngược lại là mình đi bên đây các bạn. Nhà đất Phụng Hiệp bán những cái thao, cái chậu rồi đó, đồ dùng cho gia đình đó các bạn. Cửa hàng Bảy Lại ở đây, đền thờ ông Quang Thánh ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Cái đường đi ra thấy mấy cô bán trái cây với lại rau củ quả khá nhiều ở đây. Ở đây bán nhiều thiệt á, nhưng mà bà con mình đi mua thì cũng ít lắm các bạn. Thấy le que hả? Khu phố Tân Trụ, khu phố văn hóa, tiệm tạp hóa Xu ngay góc. Con đường mình đang di chuyển là con đường Nguyễn Trung Trực nha các bạn, ở thị trấn Tân Trụ nè, một cái hướng thẳng lên vào trung tâm luôn á, trung tâm ở phía trên ngân hàng nông nghiệp Agribank. Ở bên đây bán gà vịt quá trời. Lâu lâu mới đi lại vào buổi sáng sớm ngay chợ Tân Trụ, thấy nó khá mới mẻ luôn các bạn. Nghe đây sao bỏ quan à, Hội đồng Nhân dân thị trấn Tân Trụ. Cái lưu lượng bà con mình di chuyển cũng như là kinh doanh ở đây nó khá là nhiều so với những cái tuyến đường mình đi xuống bến phà đó các bạn. Hồi bên này có một cái dự án gì mà phải nói là khủng khiếp nhất vùng này luôn á. Nhìn từ phía bên ngoài là mình thấy bề thế rồi các bạn. Bốn sự phát triển ở phía trong kìa. Ở cái này, cái khu này mà nó làm nên rồi á, là bà con mình ha tập trung ở đây ở là nó còn sung thêm nữa. Bách quá xanh, thế giới di động, hủ tiếu bún riêu, bánh canh. Con đường này đẹp quá các bạn. Mình muốn chạy chậm lại để chia sẻ hết với tất cả các bạn mình cái cảnh đẹp ở Tân Trụ mà đâu phải có dịp mình đi qua đây. Bây giờ mình mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của nó từ cái hình ảnh chợ của bà con mình kinh doanh, rồi những cái bông hoa trồng trước nhà bà con mình, như cách bài trí, nó bố trí của con đường ở bên Tân Trụ nè các bạn. Nãy giờ mình thấy có một cái trụ nè, rồi một cái chậu bông hoa giấy nè. Cứ cách chắc 15-20 mét gì đó, có một chậu như thế này để hai bên đường luôn á các bạn. Nhìn con đường rất là đẹp, rất là sang á các bạn. Ồ, quá đẹp. Khu vực này là bà con mình sinh sống là nó không thua gì những cái khu vực lân cận như Cần Giuộc, Cần Đước đâu các bạn. Đường vào trung tâm phát triển ngày nay của Tân Trụ. Bên đường là trường tiểu học Huỳnh Văn Đảnh. Ngay đây là trung tâm hành chánh với lại trường học rất nhiều các bạn. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Chiêu. Những cây đôn với lại chậu cây để bên đường thấy đẹp quá. Con đường nhìn nó sang lên liền.
Một cái điểm tiếp theo ở phía trên này á, trước khi mình vào thị trấn Tân Trụ á, mình tham quan là mình đi vào cái khu vực trong những cái hàng cao này nè các bạn. Cái khu vực em tên quên tên gì rồi. Bây giờ nó sắp tới nè, mình đi vào trong luôn nha các bạn. Trong đây những cái mùa mà thanh long, trồng thanh long rất nhiều mà sao giờ mình thấy trồng lúa không các bạn. Thời gian sau Tết này trồng lúa rất là nhiều. Cái chợ kéo tới đây buôn bán luôn nè. Ở đây phía bên đường nè. À, cái con đường Hạnh Phúc các bạn ơi. Xin chào con đường Hạnh Phúc nha, ở bên Tân Trụ. Đây là con đường Hạnh Phúc mà rất nổi tiếng ở bên Tân Trụ nha các bạn. Nổi tiếng mình thấy vào đây là những cái hàng cao luôn, nó dài cỡ cây số trên luôn á các bạn. Trồng cao không à. Còn hai bên là tùy theo mùa ha. Có mùa là trồng thanh long, có mùa trồng lúa. Rồi lâu lâu nó có những cái ghế như thế này nè, cho tất cả các bạn mình yêu đương hay là trò chuyện gia đình gì đó lại ngồi với không gian mát mẻ. Mỗi cây ở đây mình thấy là có gắn đèn màu hết nha các bạn. Có quấn đèn màu nè, nếu mà buổi tối mở lên là đẹp mà. Con đường Hạnh Phúc. Có ghế nè. Ngồi tâm sự nói chuyện. Đã không? Không gian mát mẻ lắm các bạn. Khu vườn, hai khu vườn thanh long ở đây trồng. Nãy giờ em mới thấy thanh long luôn. Phía dưới này cũng thanh long luôn nè các bạn. Đây là những căn nhà bà con mình sống trên cái tuyến đường con đường Hạnh Phúc này. Một căn nhà cấp 4 khang trang, sân vườn phía trước. Sống như vậy là như là thiên đường luôn. Phía sau vườn tược nữa nè. Quá đã các bạn ơi. Vào đây thoải mái. Mình cảm giác rất bình yên luôn. Quá đẹp các bạn. Phía trước là một cái ngã tư rồi. Ở đây có những cái đèn rọi xuống thanh long hay gì. Thanh long này còn nhỏ các bạn. Mới ương mới trồng gì nè. Phía bên này vẫn còn nữa nha các bạn. Đây nó giao nhau với cái tuyến đường gì nè. Mình cũng không rành nữa. Ở bên kia vườn mai, mai của bà con mình trồng nguyên cái vườn quá lớn ở đây luôn. Toàn bộ cái khu vực con đường Hạnh Phúc giao nhau với cái tuyến đường lớn ở đây. Rồi mình vừa rời khỏi cái con đường Hạnh Phúc thì mình đi một đoạn khá ngắn là lên vào trung tâm luôn rồi các bạn. Hướng mình đang di chuyển phía trước nè là hướng vào trung tâm ngay chợ Tân Trụ ngày nay đó các bạn. Ngay đây tập quá, hầu như là mua gì cũng có ở khu vực này. Tiệm thuốc tây rồi những cái bên lề đó bà con mình bán đồ ăn sáng, bán những cái sạp thịt rồi rau củ quả hàng bông ở đây. Cảm nhận của mình là rất yên bình ở nơi đây các bạn. Cây trứng cá dăng cái võng, trưa hè nằm mà đu đưa ha, không có một cái ánh nắng mà lọt xuống luôn á các bạn. Còn hơn máy lạnh nữa. Nằm mà nhìn ngắm đường phố, xe cộ chạy ngang rồi. Quá đã. Quán phở. Đây cửa hàng Hồng Huệ nữa nè. Tạm quá nó kế sát sát nhau hết luôn các bạn. Dũng phụ kiện chính hãng. Rồi đây hải sản. Một bữa hải sản tôm mà. Tôm càng xanh, tôm gì nè. Quá trời. Sáng sớm thấy mấy chú mình hay ngồi những cái quán sát lề đường luôn, ngồi uống tâm sự nói chuyện với nhau buổi sáng sớm.
Bên đây vừa hải sản ốc nghêu nữa nè. Tân trụ ngày nay đó các bạn, mình đang vào khu trung tâm đó. Ngay đây vẫn có chợ nữa nha, kéo dài luôn. Con đường rất đẹp, lúc nào cũng có những cái chậu bông để trang trí cho cái con đường hết đó. Cái đoạn khoảng 10m, 15m là có các bạn. Những đó nở rất là đẹp luôn nè. San sát với nhau những cái hộ kinh doanh, cửa hàng. Bên đây có lẽ là một cái khu shop house đó các bạn. Xây dựng, mới xây dựng ở đây. Thấy còn khá mới ha. Phía trước là cũng có buôn bán những cái sạp hàng ven lề đường nè. Nhà cho thuê quá đẹp các bạn ơi. Phía trong là chợ trung tâm thương mại, chợ Tân Trụ đó các bạn. Còn phía trước mình á là đình thần Bình Tịnh. Đình này không biết bà con mình cúng vào ngày nào nữa, em không có rành nữa các bạn. Phía trước này thấy có mấy cô bán những cái bịch chè xôi nè. Bán rau đồng nó quá trời luôn nè các bạn. Đọt bí, nhãn lồng rồi đó. Mấy cô la quá, quay lại. Chào cô. Đồ nhà đồ bán có mấy chục ngàn rồi chú ơi. Cô bán cái gì đây? Tập tàng này một bịch gì có bán nhiêu? 5.000 đồng bạc ha. Bán của chợ có mấy chục ngàn. Cái này là cô hái ở đâu vậy? Ở nhà vườn, vườn trồng đồ thấp rồi nó lên. Dạ. Dạ vườn chứ không phải ấy chứ. Dạ. Tại vì chồng chưa hấu. Cái này là mình kêu bằng tập tàng ha cô. Tàng lộn xộn nè. Là có cái gì ở trong cô? Lộc nhẫn lồng, dâu lan, dâu dâu muống. Dạ. Mì, rác mì. Dạ. Kêu tập tàng lộn xộn. Dạ. Này chấm chấm ngon lắm á. Ừ, bán chồng nó thấp bán quá đi, chồng chưa hấu thì không có trái ăn. Cái này mình để được lâu không cô? Này cô, chú có ngăn mát thì chú bỏ vô để ăn ba bữa cũng được. Ngăn mát không biết không? Cái này mình bán bịch về 5 ngàn hả cô? 5 ngàn. Ồ, rẻ quá vậy. Nhiều đây công hái cũng mệt lắm. Hái rồi chú, cũng nhà mình hái bán. Biểu tụi tôi đóng mỗi chợ 50 ngàn, lấy gì tôi có tôi sống chú. Dạ. Ê, tôi bậy à, nói cái đó là không. Cái bịch này có 5.000 một bịch ha các bạn. Gồm rất là nhiều loại rau đồng luôn. Rau này ăn là tốt sức khỏe lắm các bạn. Rồi có lẽ ủng hộ cô hai bịch đi. Dạ lấy con hai bịch đi cô. Thấy ngon quá. Ừ đó rồi. Dạ hai bịch đó có 10.000 thôi đó các bạn. Quá rẻ. Dạ. Dạ. Rồi hái cái công về chú lặt từ cộng chứ không vô lan thì chú tặng cái đọt không à. Đó. Dạ. Quá đã ha. Ở đây có cái này nữa nè. Này mướp hả? Không. Cái này bông su lụa 5 ngàn bịch. Trời, bịch nào cũng 5 ngàn hả cô? Cái này bán 5 ngàn không chứ không có bán 10 ngàn. Chỉ dạ. Mướp này bán 10 ngàn thôi. Dạ. Cũng như 5 ngàn không à. Dạ. 5 ngàn còn không có. Bán mẹ đi 30 ngàn đó chú ơi chú. Rồi con gửi cô ha. Gửi cô tiền 10.000. Dạ. Cô này cô tên gì? Tên Mây. Tên Mây hả? À Miền Thị Mây. À, cô bán rau tập tàng với lại mướp với bầu bí đó. À, các bạn mình có đi ngang đây thì ghé ủng hộ cô nha. Ngay cái góc đình này là đình gì cô? Ngay góc này nè đình gì? Góc đình Bình Tịnh. Đình, đình Bình Tịnh ngay cái tuyến đường Nguyễn Trung Trực này phải không? Anh ở phía trong này bán gì đây? À, bán sữa chua hả? À. Anh ở quê ở đây luôn hả anh? Rồi cảm ơn anh với cô nha. Rồi, rồi em đi luôn. Dạ. Con phái ăn rau này lắm á. Đó. Đó con đi luôn cô.
Dạ. Một cô bán ra tập tàn rất ngon các bạn ơi, ngay chỗ cái góc ở ngoài phía ngoài chợ nè. Còn bây giờ thì mình sẽ vào chợ ha các bạn. Chợ Tân Trụ thì có không gian ở phía trong và xung quanh ở phía ngoài. Đây là mặt chợ nha. Mặt chợ Tân Trụ này nhìn hao hao giống chợ Bến Thành đó các bạn. Phía trước này thấy có những cái sạp quần áo của bà con mình nè. Thì bây giờ em sẽ chạy một vòng ở phía ngoài chợ cho các bạn mình xem cái khu vực chợ bán nha các bạn. Không có vào trong cái khu vực ở phía bên trong. Con đường Minh Hông nè. Bán những cái sạp mà quần áo rồi phía trước đó, rồi quạt nè, đồ dùng cho gia đình rất là nhiều ở bên hông này. Móc đồ nón rồi đó các bạn. Sau này không biết là cái gì đây. Xây dựng cái gì ở phía sau đây các bạn. Ở đây bà con mình che kín mít. Trái cây, rau củ quả, những cái sạp nè. Chuối nè các bạn, dừa khô rồi. Đầy đủ bắp chuối đây, nhìn ngon lắm. Ở đây vườn tược của bà con mình nhiều nên ha, những cái món mà cây nhà lá vườn ở đây thấy nó non, nó đã lắm các bạn. Bánh tét. Có bán đồ chay nữa, có một sạp đồ chay ở đây ha. Tất dớ rồi nè. Dép dài rồi nè các bạn. Hết rồi. Khu vực phía trước là đình Bình Tĩnh với lại con đường Nguyễn Trung Trực á. Ở ngay đây có một cái tiệm vàng nữa nè các bạn. Tiệm vàng ở đây ha. Mình sẽ vòng qua cái con đường bên đây. Tiệm vàng rất là lớn ở đây, ngay cái góc chợ luôn. Dịch vụ cầm đồ. Ngay đây một cái shop house nữa các bạn. Nhìn sang, nhìn xây dựng theo giống cái kiểu mà bên nước ngoài á. Rồi mình đã ra một cái con đường ở phía ngoài đây rồi. Văn phòng công chứng Đỗ Thị Mười. Một cái quán cà phê ngay cái góc. Khá lớn ở đây các bạn. Ngay ngã tư, ngay trung tâm luôn các bạn. Ở phía trước là phố đêm Tân Trụ. Cũng như là công viên ở phía bên tay trái. Phố đêm này không biết buổi tối có kinh doanh buôn bán gì hay không. Bên đây là công viên các bạn. Ngày Tết, ngày lễ đâu đó có những sự kiện gì, có những cái decor ở đây rất đẹp. Đường xá sạch sẽ. Những cái cửa hàng bên đây, xe máy, xe đạp. Thế giới dao động phía trước nữa nè các bạn. Shop cưng. Tính ra mình kinh doanh bên đây là chỉ có một cái mặt bên đây, còn bên đây là cái công viên rất là dài luôn các bạn. Trung tâm văn hóa thông tin truyền thanh của huyện Tân Trụ ở đây. Rồi hết đường rồi. Hết cái khu vực phố đêm rồi. Một cửa hàng xe Đông Phương đây, lớn đây. Mình quanh lại là công viên ở phía bên này nha các bạn. Toàn bộ cái công viên của khu vực Tân Trụ. Đường xá có những cái cây hoa giấy rất đẹp các bạn.
Rồi có lẽ tới đây thì mình cũng xin ngừng video clip này lại. Cảm ơn các bạn cùng đồng hành với mình trong clip hôm nay khám phá về cái khu vực trung tâm của thị trấn Tân Trụ ngày nay nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip ý nghĩa hoặc yêu thích kênh thì có thể ủng hộ mình, đăng ký giúp mình một đăng ký để mình có thêm động lực làm ra được những cái video hay để phục vụ cho các bạn mình trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha các bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn mình trong những clip tiếp theo trên kênh nha.